Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một món 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 vuốt xào thịt, món vuốt xào thịt và ăn với xà lách. Mời các bạn cùng xem nhé. Xà vuốt này người ta thường thường người ta ăn với xài đồ là bá cháy được chép luôn. Xong dòm thấy bắt mắt không các bạn, để mình ăn thử nha. Thấy không khác gì, ngon y như là dưa leo. Cảm ơn các bạn ủng hộ mình nhé.